Nấm. Nấm. Xuống ngon. Ừ. Không đây nữa. Ngon rồi. Ngon rồi. Đây đâu? Ôi. Ôi, 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 ôi. Con đẻ nó chết nè. Thấy ghê không? Chết tôi quắc rồi. Không bằng hên cả nhà ơi. Nè. Chà bá luôn. Con này nó cốm luôn rồi. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay nước kém rồi cả nhà. Giờ Nghĩa đi vô trong rạch để đạp cá không sao nè. Hôm nay lâu quá rồi không đi đạp. Nghĩa sẽ vô trong cái chỗ cái khe đây nè. Nghĩa hay đạp ở đây nè. Với lại mé bên bờ của ảnh á. Dài 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 ra ngoài kia. Nước kém cho nên người ta đi vô đây bắt cua nhiều lắm cả nhà. Mấy vỏ lãi này là của mấy chú đi bắt cua. Này Nghĩa có đem theo tay lưới nữa. Nhưng mà nước cạn quá chắc mình không có lưới được rồi. Nay chỉ có đi đạp thôi. Đây, mới mua cái vợt cả nhà. Mua cái vợt 50.000 để dành đi đạp kiếm cá ăn luôn. Ở trong này không có hang nhiều. Nó nằm xích trong. Với lại nó nằm ở dưới theo mấy mé bãi nữa. Đây, cái hang này giống cho nó nè. Đó. Giờ được một con. Đơn giản dễ ăn cả nha. Đây sao sao bự không? Rồi nó ra quá trời kìa. Bên kia có mấy hang bánh. Chút xíu mình vòng ra mình đi qua bên đó. Để coi cái hang này có không. Kiếm cái hang ướt ướt không có cả nhà. Mấy cái hang khô quá nó cũng nó đi ra hết rồi. Đó. Tìm con nữa nè. Cái hang ướt ướt là nó mới vô. Nó để lại cái dấu. Này coi cái hàng mới lắm nè cả nhà, ướt nhem nè. Này mình đẩy xa xa ra xíu. Đó, lụm. Hàng chỉ có một con. Tới mùa nó ở cặp mới có hai con. Cái hàng này cũng ngon quá, mà không biết còn ở không nè. Còn không? Quèo. Chụp kịp cả nhà ơi. Nó nằm đút dưới á. Cho nó nằm trong vợt này. Mình đụm con đây nữa nè. Con này nó nằm đâu dưới đây nè. Đó. Nhảy đâu. Hai con. Chỉ cần mình biết nhìn hang thôi. Chứ cá này nó cũng dễ bắt. Đó, được con nữa nè. Con này chà bá luôn. Ba con. Cứ ra ra. Ba con. Nhờ được 5 con. Cứ từ từ. Đó, được con nữa. Nhìn thấy cái hàng ướt ướt. Thấy nghi nghi. Cá trong hang cá bự không đó nha. Ở đây một hang nè, ở đây một hang nè. Không biết ở hang nào đây. Đó, ra một con. Không chừng này hai con kế bên luôn á. Đó. Biết ngay mà. Thấy hàng ướt ướt rồi, thấy nghi nghi rồi. À em.
Vậy mua cái vợt này, cái lỗ nó nhỏ, mình đạp nó mới ra được. Còn cái vợt, cái vợt lưới xanh bữa nghĩa là nó chui ra được luôn. Có không? Có không? Hên quá kịp cả nhà. Thấy cái hang này còn ngon quá, không có cũng hơi ổn nè. Kế bên nữa nè, hang nó khô khô, trời nắng á. Đó, hai con vô, để vô đây đạp thể luôn. Ê trời ơi, kế bên con nữa, ở đây nữa nè, đây có chắc luôn nè. Thấy con còn nước không, đạp chiếc quét này cho vô thùng đi. Rồi chủ kho đó, đạp ở đây kiếm ít xíu cái mình qua bên kia dán kiếm chừng ký hay ký, ký mấy là được rồi, ký mấy là vừa đủ mệt rồi. Rạ nước kém này nằm trực 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 ở hang lắm, còn nước rong nó ra hết rồi. Nước rong trời nắng, trời nắng với nước sát á. Con này ra luôn, hang nào cũng có hết trơn, còn nước rong nó ra hết. 10 hang ra hết 8 hang luôn, cá quá trời bự luôn. Nghĩa vừa mới đạp có con bay ở đây nè cả nhà, cá chà bá luôn nè, nó nằm rút trên này nè. Mấy cái hang bự bự trên đây toàn là cá bự không. Ê, lú cái đầu lên kìa, mình nhảy xuống đây này, nó lú cái đầu lên mà không chịu ra luôn á. Cái đó mình tưởng không có, cái mình rút vợt ra cái nó nhảy. Mười mấy con, ôi, ôi, ôi trời ơi, thấy chưa, tưởng không có tính lấy vợt ra rồi. Quá mệt nha, cái bộ môn này tốn sức quá. Hang này cũng ướt ướt nè. Hai lỗ không biết lỗ nào hết trơn, lỗ nào nó cũng phun nước hết. Không đi đâu. Ê, ê. Dĩnh, sao mà chạy được, tính tẩu thoát hả? Ê, ê, trời ơi, nghe nó rụt rịch rõ ràng. Này bé, mới thấy hàng đâu đây rồi. Hàng này hơi cũ rồi. Hàng này thì sao? Này, có thể có. Ê, 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 ê.
Trời ơi, nó bay đủ hướng luôn đó nha. Ba con cá bự ngon lành. Đi nữa nè. Ây da. Biết ngay mà. Lụm kèo. Bốn con. Ôi đây nữa. Đây lắm 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 xuống luôn. Ừ. Ừ, đây nữa. Ngon rồi, ngon rồi. Đây đâu? Ôi 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 ôi. Hang nào cũng có cả nhà ơi. Ngon lành luôn. 6 con. Vô thùng. Bỏ vô cái từ nó lộn này. Mấy trăm gram ơi. Đang bước lại đây cái giật mình cả nha. Con đẻn chết nè. Thấy ghê không? Chết quắc rồi. Này chắc bị bìm bẹp á. Bìm bẹp nó mổ chết á. Này khôn quá. Ê. Mày nhảy xuống vú giò hả mày? Chạy nó đi. Đó, chạy nó đi. Chạy đâu thoát. Nhuộn trình này. Chạy nó đi. Đây là có con rắn chết nữa nè. Rắn chà bá luôn. Mới chết rồi cả nhà. Này chắc rắn lãi quá. Rắn lãi trên rừng xuống à. Không biết sao xuống đây tử vong luôn. Bên bãi bển có 1, 2, 3, 4, 5 con. Để mình đi từ từ mình hù nó vô hang. Con kia vô, đứa con đó vô. Con này nó không chịu vô. Đó, chạy đâu. Bắt được con. Được con nữa. Khỏi dãy mày. Hàng này không chừng có luôn. Trời ơi không kịp rồi. Sao quá. Nó phóng lẹ ghê á. Con nữa vô hình như Nghĩa thấy con sò cả nhà ơi. À, đúng rồi nè, con sò huyết nè, nằm ngay mé nước luôn.
Để bữa nào quẩn quẩn nghĩa đi bắt tròn bữa. Thấy cũng khoái khoái nha. Mà lội hơi ngán. Mình vô cái bãi này mình làm mớ nữa. Có mấy con nó leo ra kìa. Chiêu như lại đang như mò nè. Ê, có hàng, có hàng. Một bé. Khủi đem thùng luôn. Ê, có con rắn này. Con rắn nước hay gì nè. Rắn nước hay nhỉ. Ghê à. Núp dưới đây kiếm cá. Cùng xuống đây nữa. Hang ướt nè. Ướt ướt nè. Ây. Đó, kiểu gì cũng có hang nè. Ây. Hai em. Bên kia kìa. Ây, ây, ây. Ây. Thử con rắn đi. Tôi thấy nè ơi. Chui chui vô, chui vô. Đó. Nó chạy. Ba con. Ướt nhem nè. Ê, 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 nằm dưới kia. Vô. Rồi, con bà khía. Bên đây cá gì không nè. Nào nghe chà bá một lúc. Nè muốn ngâm. Chắc 7 8 con vậy cả nhà. Đi sang nó qua bên cái rổ. Nhiều đây thì ăn dư sức. Ăn hết. Cá bự không à. Nghĩa vừa mới vô cái ghe này đạp được mới nữa nè cả nhà. Toàn là cá bự không à. Đã ghê á. Nói về về nhưng mà cũng thấy chỗ này cũng ngứa ngứa vô đạp một chút nữa. Gấp gió hình bão coi. Gấp gió hình bão cả nhà. Gồm gồm cũng kiếm cả ký à. Ê, con nè cả nhà. Giờ như ra mé đây đạp tiếp. Mé đây giờ nước nó vừa lên mí này đạp ngon lắm nè. Giờ này cá nó nằm cái kế hang không à. Đằng nó chuẩn bị vô hang nó núp. Bữa này hang gì ta. Ê, hang tôm tích. Hang tôm tích cả nhà ơi. Mà nó nằm ở dưới nước nè mới đau chứ. Này bắt cẩn thận không ấy là mất á. Ăn chà bá luôn. Này mà không cẩn thận nó làm cái hụt cái ra sông luôn, ăn cám luôn. Ui. Ăn chà bá luôn. Con này phải gọi hai. Đi tới nè. Hè nó đây, nó đây. Không cho nó chạy được. Hí, ngon, ngon. Hay không bằng hên cả nhà ơi. Nè, chà bá luôn. Con này nó cớm luôn rồi. Con này nó chắc cứng luôn cả nhà. Đang thui chuẩn bị lột này.
Cứng thịt luôn rồi. Con này cốm rồi. Quá ngon luôn. Rồi chiều đây mình đi đạp tiếp. Mình vừa ghé vô cái hên dưới. Ê, ê, ê. Ôi hai con luôn. Xảy anh con rồi. Nhảy vào kia anh con rồi. Lẹ kia. Cái gì nữa vậy? Trên tịch đá. Ôi nó ôm trứng nè cả nhà ơi. Nè. Nó đưa trứng nó lên đầu luôn. Mày thả nó đi. Cho nó đẻ. Cái này lắm nè. Có luôn kìa vậy. Rồi con rắn chạy dưới này. Được thêm 4-5 con nữa. Cướp gió hành bão. Được con tôm tích quá ngon. Miếng nước này mình đổ nó qua đây rộng cả nha. Được con tôm quá đã luôn. Con tôm này ăn là đúng chất lượng luôn nè. Thịt không à. Này là không bỏ gì hết trơn. Này cá không sao đã ghê cả nha. Coi nè, nó mập. Mập thù lù luôn. Ngon ghê. Con nào cũng né chà bá luôn. Nãy Nghĩa thấy ở ngoài đầu rạch nước lớn này, nó ra hàng nó nằm ở ngoài quá trời luôn. Giờ hai chồng Nghĩa soạn lưới đi rảng lưới. Lưới thì chắc nhiều hơn này á. Nãy Nghĩa thấy nó ra nhiều lắm. Nhiều đây chắc cũng cả ký hơn à. Cái mê gì chứ. Hiện tại thì Nghĩa đang đặt chú Út Dư á, làm cho Nghĩa miệng đái mới cả nha. Giờ bữa nay hai chồng Nghĩa cắt cái viền này đem về. Mình tận dụng lại cái viền này nè. Mình cái lưới này thì nữa Nghĩa để lại cho cha Nghĩa làm gì đó. Cha Nghĩa tính đem vô trong máy làm gì á. Làm giống như cái giớn vậy đó. Để đổ đục kiếm tôm cá ăn. Cục dây này không cũng cả 20-30 kg cả nha, nặng ghê luôn. Dây này thì dưới nước thì nó không có hư, mình xài hoài luôn. Tận dụng cái này lại cũng đỡ được mớ. Mua dây này cũng tiền không cả nha. Giờ như chở cái gì trên nhà cho chú nứt viền vô. Miệng đáy thì ở nhà chú làm xong rồi, giờ chỉ nứt cái này vô nữa là xong rồi. Nước sau chắc Nghĩa có đóng được rồi. Về còn làm cẩu làm đồ nữa. Làm khẩu xuống gắn những ghe. Sắp tới mùa chướng này, đóng có tôm tích nè. Bữa nay mình phá nhà có mấy anh cho. Lấy cái màn che nó lại. Nay còn nào nấu nút luôn. Thấy cưng không? Chưa có một răng nè. Bự con ấy chứ chưa có một răng. Không dữ ghê là chí ché. Rồi đến đây Nghĩa xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.